Lian, bảo hiểm trụ cột gia đình, hân hạnh đồng hành cùng hành lý tình yêu. Anh thích làm cho càng nhiều cô gái thích mình càng tốt. Ý lúc nãy thì anh kêu là ảnh ngoài 3 mối tình chính thì anh còn rất nhiều mối tình say nắng. Em nghĩ là cũng do lý do này. Mình hơi nguy hiểm đó anh. Nguy hiểm hay không em cứ hỏi chính chủ. Anh đi sao đây? Không biết thì khi mà em đọc bí mật của anh thì em suy nghĩ gì? Như cái câu này thì đối với em thì em không thích lắm. Tại vì em thì em là kiểu chung thủy, chỉ hai người thôi. Và khi mà quá nhiều vệ tinh xung quanh bạn trai của em á, thì em sẽ trở nên rất là lo lắng. Tất nhiên là lo lắng cho anh. Tại vì bạn trai mình mà nhiều người để ý quá. Và bạn trai mình lại là một người dễ say nắng nữa chị. Mình không thích điều đấy. Dạ đúng rồi, em không thích. Thì nâng cao của lo lắng đó chính là áp lực. Dạ đúng. Và như vậy là mỗi ngày em phải up em lên. Mà như lúc đấy thì em sẽ không còn thời gian để em lo cho những đam mê của em nữa. Em chỉ lo là bây giờ bạn trai mình đang ở đâu, ai đang để ý tới người ta đó. Khi mà mình lựa chọn cái bí mật này thì nó có những cái ý giống như là khi mà được nhiều người thích thì đó đối với anh nó cũng là một cái động lực. Khi mà có động lực thì mình sẽ giúp cho con người ta phát triển nhiều hơn, giống như mình sẽ chỉnh chu hơn, tốt bụng hơn. Và khi mà được nhiều người thích á, anh sẽ được cơ hội tiếp xúc với nhiều cô gái giống như em nói. Và anh sẽ tìm ra được những cái mẫu số chung cũng như là những cái điều gì đó mà con gái thích. Để sau này anh lo cho cái người mà duy nhất của cuộc đời anh. Thứ hai nữa là khi mà anh được nhiều người thích thì anh cũng sẽ có cảm giác là khi đó em ra đường thì em sẽ vui hơn. Tại vì người đi chung của mình, em đã chiến thắng tất cả các cô gái còn lại để anh chọn duy nhất là em. Và em cứ yên tâm đi, khi mà một mình, nếu một người đàn ông độc thân như anh thì anh sẽ thích nhiều người thích. Nhưng nếu như em là của anh thì anh sẽ dành tất cả những gì mà hiểu biết của anh về phụ nữ tốt nhất, anh dành riêng cho một mình em. Khi người ta chú ý tới mình, đó là động lực để em phát triển. Thì em tin là điều đó đối với em là không sai. Nhưng mà không có nghĩa là khi mà em đã tìm được đối tượng của em mong muốn thì em lại làm điều đó. Bạn nghĩ những người mà đã từng thích bạn ở điểm nào? Một người đàn ông tự tin phải nói là được điều đó. Cái đó em nghĩ là tùy thuộc vào cái đối tượng mà thích em. Chứ em không thể nào đưa ra bởi vì tôi hào hoa, bởi tôi ra lăng hay là bởi vì ABCDXYZ mà để người ta thích em. Tại vì khi mà em nói ra những điều đó, thật ra khi mà bạn này cảm nhận thì lại không đúng, hoặc người khác cảm nhận lại không đúng. Mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng về em. Và em tin chắc là em đủ thú vị để người ta tìm hiểu. Nhưng mà em có một điều như này ví dụ như mà sau này em thích anh. Ok. Nhưng mà trước đó anh đã làm cho quá nhiều người thích anh rồi. Thì đến khi em thích anh, em muốn dừng lại thì làm sao anh dừng lại tất cả mọi người như được? Nhiều người thích anh nhưng không có nghĩa là anh sẽ đáp lại với tất cả mọi người. Nhưng mà em sẽ thấy phiền vì điều đó. Anh sẽ khi nếu như anh em thích anh và anh cũng thích em, anh sẽ làm giống như nãy anh nói là anh sẽ dừng tất cả những cái mối quan hệ kia lại để tập trung duy nhất vào một người duy nhất là em. A few moments later. Anh chấp nhận em có người thứ ba trong lúc yêu anh. Pháp luật không có công bố là khi mà em đang tìm hiểu anh thì em không được tìm hiểu bất cứ người nào nữa. Anh suy nghĩ rất là thoáng. Em có tương lai của em và anh cũng có tương lai của anh. Khi mà mình tìm hiểu nhau thì mình cũng có cơ hội tìm hiểu thêm tất cả những người khác để tìm được cái mẫu số chung nào đó mà phù hợp nhất với mình để mình đi tới nơi cuối con đường. Nói với em một điều là khi mà em có tìm hiểu anh và tìm hiểu những người nữa thì em hãy thông báo cho anh biết, để anh biết anh có những đối thủ cạnh tranh để anh nỗ lực để anh hoàn thiện mình hơn từng ngày. Thật sự em không đồng ý với điều này. Và với em, khi yêu thì chỉ có hai người, có người thứ ba mình chấm dứt. Nếu như mà anh nói là em có quyền có người thứ ba thì anh, đối với nếu như mà mình chọn quen nhau thì em cũng phải cho anh cái quyền đó, và em không làm được.